xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Quý vị đang quay trở lại phần 2 của Sống Đầy Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý. Dạ, thưa thầy tiếp tục giải thích thêm về cái người bạn giống như là cân. Dạ. Cảm ơn cô học nhân. Thì khi mà chúng ta nghe về hiền nhân nói về cái cách kết bạn như là cân thì chúng ta hiểu ra tức khắc là cái cách đó không phải là cái cách tốt đẹp, bởi vì nó không mang lại một cái tình bạn chân thật. Và tình bạn đã thiếu chân thật thì không thể bền vững, không thể lâu dài. Cho nên chúng ta thấy cái tình bạn của Ba Nha và Tử Kỳ đó, khi mà một người đã qua đời, người ta đập cái tiếng đàn, cái cây đàn, bởi vì nếu mà còn gãy lên thì cũng không ai hiểu được cái tâm trạng của mình như thế nào, không có tri kỷ tri bỉ vân vân, thì đó là một cái thứ bạn mà nó không đáng để chúng ta mất thời giờ. Tuy nhiên cũng có những cái quan điểm, có nhiều loại bạn, bạn để ăn nhậu, bạn để tâm sự những cái việc gia đình, bạn để mà chia sẻ những cái việc lớn của đất nước vân vân. Có nhiều loại bạn, thì đó cũng là một cái quan điểm. Nhưng mà với kinh hiền nhân này thì luôn luôn khuyến khích chúng ta là hãy trân quý cái tình bạn. Mà đã kết bạn thì phải tìm hiểu, phải biết được cái người bạn của mình là cái người cũng giống như mình, có một cái ý hướng làm sao để xây dựng một cái tình bạn chân thật, một cái tình bạn mà dựa trên cái căn bản của lòng từ bi, vị tha và vô ngã, chứ không phải là dựa vào cái sự thủ lợi. Nếu kết bạn mà chỉ mơ ước những cái lợi ích cho cá nhân mình, cho phe nhóm mình, thì cái tình bạn đó trước sau nó cũng sẽ biến thành thù. Cho nên là người trí phải dự kiến để thấy được những cái hậu quả của những cái tình huống mà từ bạn trở thành thù như thế nào. Thì trong đời sống của chúng ta chứng kiến rất nhiều, có những cái người bạn rất là tha thiết, nhưng mà vì bất đồng quan điểm, vì vấn đề chính trị, họ có thể giết nhau, họ có thể bố nhỏ nhau, họ bất chấp cái tình bạn, kể cả cha mẹ, kể cả vợ chồng, kể cả anh em. Nhưng mà do khác biệt cái quan điểm chính trị, họ có thể bố nhỏ nhau, họ có thể giết hại nhau. Và không phải là ở ngoài đâu, kể cả trong đạo, mình không theo cái phe của họ là họ chụp mũ, họ vu khống, họ xuyên tạc đủ cách hết. Thành thử ra mình phải rất là thận trọng đối với những cái người mà chỉ biết thủ lợi, chỉ biết phe nhóm, chứ không đặt cái quyền lợi của quốc gia, của dân tộc, không đặt cái quyền lợi của đạo pháp lên trên. Họ chỉ biết đó, quyền lợi của phe nhóm và của cá nhân họ. Thì như vậy, mình kết bạn với những cái người đó, mình chỉ tiêu hao cái tiềm lực, mình chỉ mất cái thời giờ, và mình chỉ chuốc cái họ vào thân thôi. Chứ còn, bởi vì mình kết bạn không phải là chỉ mang cái sự lợi ích cho mình, mà để cùng nhau thăng tiến, mà để cùng nhau mang lại cái lợi ích lâu dài cho tha nhân. Đó mới là cái tình bạn cao quý. Bởi vì mình kết với một số người để mình làm một cái việc lớn, một mình có thể chỉ làm được những cái việc mà nó mang lại cái lợi ích rất là giới hạn. Nhưng mà với một cái số người đông đảo, bởi vì chúng tôi thường nhấn mạnh là mình phải khai dụng cái sức mạnh tổng hợp trong cái việc hộ quốc an dân. Còn chỉ một cái phe nhóm nào đó thì dù phe nhóm đó đông như thế nào, không phải là tổng thể của quốc dân, thì khó để mà có thể mang lại cái lợi ích lâu dài cho đất nước, cho dân tộc. Nhất là trong cái sứ mệnh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải của đất nước. Dạ, thưa thầy, con có nói chuyện với người Việt Nam, giống như má con là người Việt Nam, thì con thấy là cái người Việt Nam có cái suy nghĩ là phải làm sao để mà bảo vệ chính mình hay là bảo vệ gia đình mình.
Thì nếu mà mình kết bạn với một người mà nó có vấn đề gì mà nặng á, thì giống như mẹ của con chỉ dạy là con phải đứng xa. Nhưng mà nếu mà con biết một người đó đang có chuyện gì khổ mà con có khả năng để giúp người ta, thì con phải đứng ra để giúp người ta. Nhưng mà cái người Việt Nam á, con thấy còn chưa suy nghĩ đến đó. Còn giống như là sợ tạo ra cái sự khổ đó của... Giống như nếu mình liên hệ với người ta là mình sẽ tạo sự khổ trong chính mình. Thì thưa thầy, làm sao mình chỉ dạy gia đình mình hay là trong cái group của mình để mà mình thấy là mình phải đứng ra để làm gì tốt hay là đúng? Dạ, cảm ơn cô Hồng Nhân. Cái suy nghĩ của cô Hồng Nhân cũng rất là hay. Bởi vì đó là cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Mình không phải chỉ nghĩ đến cá nhân hay là gia đình của mình. Mình không thể chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của phe nhóm, mà mình phải hướng cái nhìn rất là xa, rất là cao. Nghĩ đến cái nỗi khổ của tất cả chúng sinh. Có những lúc mình phải đối diện với khổ đau sầu muộn. Anh cuông bằng những cái giọt lệ. Mình ngồi mình ăn cơm không phải là nhai cái miếng cơm, mà là nhai cái sự phiền muộn. Dù mâm cao vật quý nhưng mình không cảm nhận được, không thưởng thức được cái món ngon. Bởi vì mình không phải là nhai cái thức ăn, mà là nhai những cái sầu hận, những cái tủi hổ, những cái mà mình cho là phiền não. Lý do là vì mình không vượt lên trên những cái thị phi bị thử. Mình không sống với tất cả cái năng lực thanh tịnh. Mình không sống bằng một cái đời sống vị tha vô ngã, bằng một cái tâm lòng của một vị Bồ Tát lớn. Cho nên phải sống bằng cái tâm lòng của Bồ Tát. Nói đến cái tâm lòng của Bồ Tát thì chúng ta thấy rộng vô lượng vô biên, tức là tứ vô lượng tâm, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng, lớn lắm. Cho nên đương nhiên ở trong cái tâm lý của tất cả mọi dân tộc là thương con, muốn bảo vệ cho con, không muốn con của mình vướng vào cái vòng tội lỗi, tranh chấp, vân vân. Khi mà díu dưa với những cái thế lực ác, với những thành phần xấu, những cái bạn không tốt thì đương nhiên bị ảnh hưởng. Gần mực thì đen, gần đèn là sáng. Đó là cái điều mà ông bà cha mẹ của chúng ta thường dạy, mà đó cũng là rất đúng. Nếu mà mình không có bản lãnh, mình không có đủ cái khả năng để chuyển vật thì bị vật chuyển. Mình không chuyển hóa họ được mà ngược lại bị họ chuyển hóa. Cho nên nó là một cái điều mà mình phải cân nhắc. Nếu mình chưa đủ sức để chuyển hóa họ thì mình tránh xa. Còn khi nào mà chúng ta thấy rằng mình có đủ cái khả năng để chuyển hóa thì lúc bấy giờ mình mới tìm cách để mình chuyển hóa. Còn không á, thì mình đã bị tiêu diệt trước khi mình chuyển hóa họ. Mình đã bị lem luốc trước khi mình muốn làm cho họ trong sạch. Đó là một cái nguyên tắc mà là những người trí mình phải biết cái sức mạnh của mình nó nằm ở đâu, cái thế đứng của mình ở cái chỗ nào, mình có cái khả năng nào, mình có những cái giới hạn. Đương nhiên là một con người không phải là một cái bậc đại giác như là Đức Phật, không phải là một cái bậc đại Bồ Tát, cho nên chúng ta còn có nhiều cái giới hạn. Nếu mà chúng ta không tự thấy cái giới hạn của mình thì chẳng khác nào là một con thiêu thân đâm vào, cứ thấy lửa là bay vào, thấy lửa là bay vào, mình tự thiêu đốt mình. Cho nên mình phải thấy được cái giới hạn để mà mình có những cái giải pháp thù ứng với từng cái tình huống, với từng cái công việc. Dạ, cảm ơn thầy. Vậy là con phải cảm ơn má với ba con, tại vì má với ba con hiểu được cái giới hạn của con, rồi cái bản lĩnh của con thì mới bảo vệ con như vậy. Dạ, đúng. Dạ, kính bạch thầy. Dạ, thưa thầy, thế nào gọi là kết bạn như núi? À, ý nghĩa của việc kết bạn như núi mà Kinh Hiền Nhân đã dạy như thế mang thông điệp gì? Dạ, kính bạch thầy. Cảm ơn cô Nhật Tâm. Vì Hiền Nhân này gọi kết bạn như núi, tức là hòn núi vàng. Loài chim, loài thú nó tụ về đông đảo, cho nên lông cánh của nó cũng trói cái màu vàng một cách rất rất là rực rỡ. Thì kết bạn như vậy thì sang thì cùng sang với nhau, và khi vui thì cùng vui với nhau. Với kết bạn với những cái người mà có một cái tấm lòng rất là chân chất, rất là đạo đức, rất là lương thiện, thì đương nhiên là
họ sẽ đưa chúng ta đến cái đỉnh của vinh quang, của cái sự hạnh phúc, của cái sự an lạc. Mình không còn phải có cái sự lo lắng với việc kết bạn để cùng nhau thăng tiến, để cùng nhau mang lại cái lợi ích cho nhau. Thành thử ra ý nói là nó vững vàng như là núi, nó tỏa sáng như là núi, nó được sang trọng, nó được an lạc, nó được hạnh phúc. Đây là cái cách kết bạn mà chúng ta cần phải tìm cách để thể hiện trong đời sống của mình. Yeah. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Mọi thắc mắc hoặc góp ý xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa Diệu Pháp hoặc Chùa Điều Ngự với số điện thoại hiện trên màn hình. Chúng tôi cầu chúc quý vị có một đời sống an lạc và thanh khiết. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.